Cái tên nhiều người Việt Nam biết tới nhất chắc chắn là Kieran Vincent. Anh chính là người đã vô địch giải đấu Việt Nam International Series vào năm 2023 tại Cam Ranh. Kieran Vincent phát bóng trung bình đứng thứ 18 tại Asian Tour trong năm nay. Nếu chỉ tính trong ngày cuối 36 hố tại Live Golf Promotion, Vincent đứng thứ 2 về khoảng cách phát bóng driver trung bình 322,3 yard. Khi lên chơi tại hạng đấu cao nhất của Live Golf, anh sẽ gia nhập một đội nào đó và khoảng cách phát bóng xa này hoàn toàn có thể tạo ấn tượng với đội trưởng Bryson DeChambeau của team Crusaders. Người thứ hai chúng tôi muốn nhắc tới là một golfer người Nhật Bản, Jinichiro Kozuma. Chỉ sở hữu chiều cao 1m65, nhưng những gì mà Kozuma tạo ra được thực sự khiến người ta thán phục. Sự bình tĩnh, biết mình biết người đã giúp anh vượt qua thời khắc khó khăn ở playoff dù đánh bóng xuống nước ở hố playoff đầu tiên. Đó chẳng phải là lần đầu tiên anh nếm trải hương vị ở Live Golf. Lần cuối anh tham dự giải đấu này là ở giải Live Golf Invitational Bedminster năm 2022. Lúc đó anh giống như thành viên dự bị cho các trường hợp chấn thương hoặc vắng mặt bất khả kháng của các đội khác. Ở tất cả những lần đánh đó, anh đều mang lại điểm cho các đội mượn mình. Anh đứng thứ 15 ở London khi đánh cho Smash GC, đứng thứ 6 tại Portland và đồng hạng 10 tại Bedminster khi chơi cho Torquay GC. Cả 9 vòng anh tham dự như đã nói đều mang về điểm số cho các đội. Ở thời điểm đó anh thi đấu cho team Torquay. Kalle Samuja là golfer đầu tiên tới từ Phần Lan tạo ra được tiếng vàng ở Live Golf. Golfer 35 tuổi đang mong muốn trở thành ngôi sao toàn cầu. Giành chức vô địch ở Live Golf Promotions, Samuja hiên ngang bước tới Live Golf. Samuja nằm trong top 60 golfer xuất sắc nhất cho Thế vận hội mùa hè tới tại Paris. Anh hiện đứng thứ 58 và sẽ rất khó để giữ được vị trí của mình do bảng xếp hạng thế giới OWGR là cơ sở cho bảng xếp hạng Olympic, trong khi các giải đấu Live Golf lại không được tổ chức đó công nhận để tính điểm. Nếu giải quyết được mọi vấn đề băn khoăn này, Samuja hoàn toàn có thể tập trung vào Live Golf để tạo dựng tên tuổi, vượt xa 13 danh hiệu trước đó anh từng có trong sự nghiệp chuyên nghiệp của mình.